mình với biển chứ mình biết bơi, mình chỉ biết lặn thôi, nhưng mà mình lặn có một lần rồi thôi, nhưng mà nó không biết lặn. Bây giờ mình đi xuống biển thôi coi có ấm không. Cái hay là mình đi dọc bờ biển trước rồi cái nước đủ đô các bạn không ơi, chơi mình cá dưới rồi thôi. Cái ngón chân xuống trước. Oh man. Cái bộ lạnh này nha. Ok các bạn, bây giờ mình đi xuống biển luôn nè. Lúc nãy là mình không có cầm máy quay, bây giờ là mình sẽ cầm máy đi xuống luôn. Mặc dù là cái máy của mình á, mình quay bằng điện thoại cho nên là nó không có chống nước. Ok, nhưng mà tại vì ở cái chỗ cái vịnh ở trong này nè, cái lõm ở trong này nó không có sóng, nó không có nhiều sóng ở dưới cho nên nó không có vô nước cái điện thoại của mình, cho nên mình đem xuống luôn cho các bạn coi. Lúc nãy á, mình đứng một chút xíu á là nó còn lạnh lắm các bạn. Các bạn mà đứng một chút xíu khoảng 1-2 phút rồi xong các bạn lấy nước cái các bạn dội lên người á đó, rồi cho nó quen chút rồi các bạn đi từ từ ra. Đứng một chút xíu rồi giờ quen rồi các bạn, giờ cảm thấy rất là mát. Mà mình ngồi ở trên một chút xíu, các bạn ra nắng một chút xíu á, các bạn thấy là nóng, các bạn xuống đây là thôi, thích hợp luôn. Thì ở ngoài này nó có mấy cái chòi các bạn nhìn đã lắm, đó nó có cái chòi các bạn mua nước rồi các bạn đem ra các bạn uống rồi các bạn đứng chơi. Dạ, mà bên dưới đây có cá mập hay không nữa, nhưng mà thấy mấy cái gì đen đen ở đây phải là tảo hay gì đó. Khó thấy quá. Ở đây nước không có sâu các bạn, nhưng mà mình đi ra xa một xíu ngoài kia thì sẽ có nhiều đá hơn. Rồi bây giờ thấy phía dưới mình là có đá rồi đó. Nè, các bạn thấy nước trong không? Nước trong veo luôn. Mát quá mát. Ok, chơi đem đồ ra đây luôn. Cái này mà rớt xuống nước là thôi là dục. Tại vì mình có cầm một cái cây gimbal nữa. Rớt cái này, cái cây gimbal này cực kỳ là không chống nước rồi, rớt xuống cái lại vô mấy cái lỗ USB là thôi băng. Mình gặp nước muối rồi nha các bạn. Yeah, mình thích mấy cái trò nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, quá đã luôn. Này nó rất sát các bạn. Hold on, I got a train doing here. Cơ bản là đừng để cho mình té. Ai chẳng chẳng như có đá. Đá một cục đá. Oh my gosh. Phía trên này người ta chơi zip line các bạn. Đấy, chơi zip line từ ở trên đỉnh núi này các bạn chạy xuống ở đỉnh núi kia. Nó chạy một lần vậy thôi là xong. Nó gọi là zip line hay mình gọi là đu dây tử thần vậy đó. Này mình đang ở mặt nước nha các bạn. Đứa nào chơi ác mà nó tạt vô một cái là thôi là banh luôn. Ok bây giờ mình coi mình đợi có ai mà đi rồi xong, uống xong cái trò này xong là mình đợi liền. Ở đây không có nhiều trò. Ở dưới này có đá mà. Còn có đá một cái, ouch. Tại đá như này nó nhọn lắm, giống như san hô mà. Cái đá này, dạ.
không, quang cảnh ở trên biển không? Thật là nói chung rất là yên bình, gió gì ở trong này là không có sóng nữa, cho nên mặt nước cứ dập dìu. Ở phía đây, ở phía trên đây người ta một cái bè nổi để mà các bạn đứng uống bia, ok, để có hai nó leo xuống leo lên. Mà tại vì ở trảnh đông quá rồi mình không có leo lên được, ở Mỹ trảnh nhiều quá, nó chiếm nó trước rồi các bạn ơi. Nước rất là xanh và mát, ở dưới đây lát đát có vài cọng rong biển như thế này. Ở đây mà các bạn mà có người yêu á, các bạn dẫn tới đây xong rồi các bạn đứng ngay cái chòi này, các bạn uống bia rồi các bạn tâm sự rồi ha. Nói chung là tuyệt vời, lúc nãy mình thấy có một cặp đứng rất là lãng mạn các bạn. Rồi bây giờ chỗ này, đây chỗ này nè, của cái ông này nãy nè, chiếm rồi. Ok, đây cái chỗ mà đu dây tử thần á là nó đi từ trên này xuống, xong rồi nó kéo dài như này. Rồi nó sẽ chạy xuống ở phía dưới kìa. Ok, vậy là xong. Ở đây nó có, các bạn thấy không? Ở phía trước mặt mình là mấy cái gành đá, nó chắn đá đó để mà sóng nó không có tạt ở đây, để mà nó giữ cho cái khu vực ở trong này á, nó biển nó lặng để người ta đứng, người ta có thể là thư giãn uống bia mà không có nhiều sóng. Ok, các bạn muốn ngâm mình xuống biển thì chỗ này là tuyệt vời. Thì mình không nghĩ là mình nói cho mình ra ngoài kia đâu, tại ngoài kia sóng nó lớn. Ok, và hiện tại thì các bạn đang ở vùng biển Caribbean nữa các bạn, bây giờ mình chưa thấy cúp biển đâu hết. Cái anh này nó giống cúp biển luôn, nhưng mà không phải là cúp biển. Biển ngoài kia thì nó xanh đậm hơn, mình nghĩ là nó sâu hơn cho nên người ta không cho ra ngoài, ngoài kia. Ok các bạn, mình đang ở một cái khu vực khác của đảo Labadi của Haiti. Ở đây là một khu vực tắm khác. Mình thấy cái khu vực này cũng là một cái vực ở sâu ở bên trong, cho nên không có nhiều sóng. Đây rất là đẹp và mát các bạn. Ở phía xa xa mình thấy có một cái chiếc du thuyền nhỏ. Cái khu này nó đẹp hơn. Ở đây có thể các bạn có thể thấy được núi luôn. Hay các bạn, bây giờ mình đang đứng đợi để đi mua nước uống. Thì ở đây nó có cái quầy bar các bạn. Thì các bạn nhớ nha, mình mua cầm cái thẻ này để mình đi mua. Thì nó chặt tiền cái thẻ này luôn, các bạn không cần trả tiền. Để mà đợi chút xíu, đang xếp hàng. Playing a blue. Okay, can I have two orange? Yeah, and two Bud Light. Bia Bud Light các bạn, bia này của Mỹ, người ta uống nhiều lắm, nó nhẹ lắm, thì cái chai nó bằng nhôm, chứ không phải là. Ở đây cũng có Heineken đó, nhưng mà Heineken lo, mà nó không lo, chai nó Mỹ heo uống Bud Light. Sorry. Đang đợi lấy receipt các bạn. Ở đây nó không có máy ở đây.
between you and saying? So 26, 26:50. We're on island time. Huh? We're on island time. Yeah, that's true. Yeah. What is that? Yeah. You keep this one. Huh? You keep this one or that one? No, that one is yours. Okay. Ok, bây giờ mình đang đi dọc bãi biển. Ở đây nó có mấy cái giường các bạn, để cho các bạn nằm. Mình nghĩ cái này các bạn phải trả tiền á. Ở đây các bạn nào muốn chèo thuyền thì có thể mướn luôn. So, mình nghĩ cái chỗ này là người ta sẽ trả tiền cho cái này. Ok, rất là đẹp. Thì có cái dịch vụ mà người ta tới người ta massage cho các bạn luôn. Đi vòng vòng đây nãy giờ thì mình phát hiện ở đây có mấy cây bàn các bạn, rồi chuối nữa, cái này chuối quạt nè, đó mấy cây bàn thì rất là giống ở Việt Nam luôn. Lâu lắm rồi mà không thấy cây bàn như vậy. Okay, các bạn, bây giờ mình đang đi lấy đồ ăn nha. Cái line dài dễ sợ luôn. Phía trước mình đó, bây giờ mình thấy là có nhiều salad đó. Ở đây là salad Greek salad. Có nhiều loại salad nha các bạn. Ở đây là kiểu Greek salad, còn đây là coleslaw salad. Coleslaw. This one. Sorry. Thank you.
corn salad là salad bắp. À, mình sẽ lấy thêm miếng gà nữa. Đây, tomato salad, salad gà chua. Ở đây nó cho mình dĩa giấy các bạn, để mình ăn xong mình bỏ thùng rác luôn. À, tại vì ở đây nó không có người rửa chén, tại cái đây là nhân viên ở trên tàu họ xuống họ làm để mà họ lên nữa, chứ không có rửa chén được gì hết. Ok, đây là hai dĩa, bạn thấy không, salad, salad ăn rất là tốt. Rồi phía trước mặt mình là tới bây giờ cái này là rau củ quả đúng không? Phía trước là tới cái phần mà tinh bột. Đó, tinh bột thì mình có mấy cái loại bánh mì, burger đồ á. Rồi mình có thịt kế bên luôn, mình có chất đạm ở kế bên luôn, protein ở bên kế bên. Bread. Bỏ miếng này lên để mình làm cái burger. Bỏ cái này lên lại. À, mình thì mình chỉ ăn một miếng bánh mì thôi, với một miếng beef, gọi là beef beef hoặc patty, và miếng burger này làm burger. Ồ, cái quầy hot dog là các bạn thấy hết luôn không? Em Mỹ thích ăn hot dog ghê đó. À, cơm ngay đây các bạn. Rồi bây giờ mình tới hàng cơm rồi đó. Nói gì nói chứ người châu Á vẫn thích ăn cơm mà. Hương vị quen thuộc. Ở đây là phô mai, ở đây là miếng phô mai nè, ở đây là hành tây. Có rice and beef. Ở đây mình có cơm với đậu. Hơi bị nhiều nè. Đây mình có bắp. Sắp hết rồi các bạn. Mình là người cuối cùng lấy miếng bắp. Wow, ở đây mình có gà, rô ti. Đây mình lấy nhiều một lần luôn, chứ hồi mình không có xếp hàng nữa, mình chịu hết nổi. Chỗ ăn trưa các bạn, mình có hoạt náo viên ở đây nữa. À, mấy người mà làm cho không khí nó sôi động hơn nè. Này cũng là người của công ty luôn. Mình nghĩ anh này sẽ múa rồi nhảy gì đó các bạn. À. Wow.
xong rồi đó. Ok, và bây giờ mình đem đồ ăn tới cái chỗ này ngồi các bạn. Đây là một cái khu nhà ăn ở đây. Ok. Đó, thì đồ ăn như lúc nãy là các bạn thấy thì ở đây mình có gà roti, rồi mình có hamburger, mình có các loại rau củ quả. Đó, thì đa phần là chỉ có như vậy thôi. Là buổi ăn trưa. Thì các bạn muốn ăn nữa thì các bạn lại xếp hàng nữa, nhưng mà mình cho nên mình lấy một lần luôn để mình ăn một lần chứ mình không có thời gian mình xếp hàng nữa. Ở đây có nước, với lại cái đây có mấy cái loại sốt ở đây. Ở đây có muỗng đĩa luôn, khi các bạn ăn xong thì đem lên thùng rác là dục hết cái này, mấy cái này. Wow, ở đây mình có tráng miệng. Wow, bà xã mình vừa đem tới mấy món tráng miệng. Ở đây mình có, đây coi coi, ở đây mình có khóm nè, mấy cái loại dưa, chuối. Ồ, mình rất thích ăn chuối. À, ở đây mình có cà với lại kèm. Ồ, cái này mình có natural đây. Ok, rồi bây giờ xin mời các bạn cùng ăn trưa với gia đình mình nha. Bóc nhưng mà mình ăn gà đó chứ mình không có ăn ngón tay đâu. Gà rất là ngon luôn, nó ướp cái vị giống châu Á, gà rô tươi. Mình đang đi ra cái bãi biển chỗ này nè các bạn. Ở đây thì cái bãi biển này sóng mạnh hơn. Thì lúc nãy là mình ở trong một cái khu giống như là cái vịnh ở trong thôi, người ta ngăn sóng lại, thì chỗ đó mình đứng chơi để mà thư giãn hơn. Còn ở đây á, thì các bạn muốn có sóng á, thì các bạn ra đây có nhiều sóng hơn. Đấy. Ở đây thì mình không thấy có nhiều người. Ở đây đá nhiều hơn các bạn ơi. Ồ, ở đây đá rất là nhiều đá, cho nên mình không có người xuống đây tắm. Mặc dù biển rất là xanh đẹp luôn, nhưng mà không có người xuống đây tắm tại vì rất là nhiều đá. Okay.
cũng xuống đây quay cho các bạn coi nha. Kết thúc một ngày ở trên đảo Labadee của Heidi và bây giờ mình trở lại tàu rồi các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn những hoạt động trên tàu tiếp theo nha. Ok, bây giờ mình đang theo đoàn người đi vào trong. Yeah. Tạm biệt Labadee, Heidi. Bye bye.